Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng mùng 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công tổ chức phiên họp thảo luận cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị xin ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 năm 2024, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp trong những tháng cuối năm. Đặc biệt dành nhiều thời gian nghe báo cáo và cho ý kiến vào kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2025, báo cáo phương án phê duyệt hỗ trợ dự án khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 đối với 3 hộ. Trong đó, hội nghị quan tâm kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đề xuất các dự án đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất. Các công trình dự án đăng ký chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 sang năm 2025. Các công trình dự án đăng ký mới kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Hội nghị cũng xin ý kiến về mục tiêu đột phá và chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2025-2030, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kết trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội gắn với đột phá phát triển kết nối hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thành phố Sông Công giàu đẹp văn minh. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, các phòng ban chuyên môn tập trung cao độ xử lý những công việc còn tồn đọng.